Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh âm thanh của mình. Hôm nay là mình sẽ có một cái clip mới, cũng là một cái sự chia sẻ và cũng là một thông tin để cho các bạn tham khảo. Thì cái mixer Z16 FX này mình đã từng làm clip nó rồi và cũng đã test cái sound tiếng cho nó các bạn nghe. Nhưng mà trước đây thì mình test với những cái hệ thống loa Bassy hàng hãng và những cái thương hiệu loa Acti nổi tiếng trên thế giới. Nhưng nó cũng có một cái nhu cầu á, là một số các bạn làm âm thanh thì mua cái loa mà mình, ví dụ như mình mua một số loa Thái hay là củ chép hay là mạch, mình về mình ráp vào cái loa của mình. Mình không biết là cái sao tiếng nó như thế nào, thì hôm nay sẵn dịp là mình có bộ âm thanh tự ráp với loa phun đôi, là cái dạng loa tự ráp ở đây, là những loa Việt Nam mình lên đó các bạn. Thì mình mới chợt nghĩ ra cái ý tưởng là mình sẽ làm cái clip để cho các bạn tham khảo. Nhiều khi mình cần một cái mixer hãng, một cái eco vợt để cho cái tiếng nó mượt mà, nó mạnh, nó dễ dùng. Nhưng mà mình không biết nó như thế nào, thì hôm nay là một cái clip như vậy để cho các bạn tham khảo. Mình có bạn mixer ở đây. Thì các bạn biết rồi, khách thì đang dùng cái bàn mixer này, là bàn mixer Soundwrap FX12 các bạn ha. Cũng tương đối là phổ biến ở Việt Nam. Thì bây giờ á, mình sẽ tháo cái dây nó ra. Mình tháo nó dây nó ra, mình gắn lên bàn mixer Z16 FX đây. Thì giờ á, để cho đảm bảo tính công bằng thì mình tắt cái nguồn nó đi. Thì dây tín hiệu thì mình đã ghim vô cái Z16 rồi. Cái dàn này cũng quay cho các bạn xem luôn, là nó sử dụng cái controller ở đây để nó phân cái loa cho mình. Sử dụng loa phân đôi. Rồi. Thật ra là cái mixer này là mình bán là một mixer cho một mixer mới 100% cho một cái bạn cũng làm nghề. Và sẵn rồi, có dịp với mình khui mình test luôn. Để mượn cái micro. Rồi mình thử mình thả mic ra ha. Đây mình có cái micro ở đây đó. Rồi mình thôi nói thử ha. Alo, 1, 2, 3. Hơi nhiều, có hơi nhiều effect các bạn ha. Alo, 1, 2, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi cái đó là cái sao tiếng đó các bạn. Cái này là mình đang chạy chương trình delay reverb. Còn số 3. Rồi số 3 ở đây. Thì thật ra nói về clip test Alan Hit là
bên mình đã làm tương đối nhiều rồi các bạn, ví dụ như hướng dẫn canh gen hoặc là chỉnh effect như thế nào, rồi giới thiệu về công cụ và công nghệ của Z16 là bên mình đã làm rồi. Nhưng mà mình cũng nhắc lại, Alan hết Z16 Epic và Z14 và những cái dòng Pro á, thì nó có một cái công nghệ được gọi là công nghệ Dual Free. Cái thằng đó nó dường như là nó làm cho effect rồi làm cho tiếng nói của mình lên rất là mạnh. Nên dầu gì nó cũng là một cái sự ưu ái của những người làm nghề các bạn. Khi nào các bạn cần thấy rằng mình cần một cái mixer tốt để mang cái sự yên tâm, mình cần thấy được rằng mình cần có một cái effect hay, nhẹ và đạt được độ bền, dễ dùng, thì cũng là một cái sự gợi ý các bạn ha. Đây, đó là cái clip là như vậy. Thì chắc anh thấy một nhớ em, anh thấy lòng chờ lẽ đời cô đơn mãi đêm dài, cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần từng một bờ vai ấm áp, nhưng không cạnh ai lúc này để anh cả đời trở vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn. Nếu mà các bạn sắm cho mình một bàn mixer dễ dùng, có những cái chất vợt eco dày, cộng với khả năng xử lý trên con crossover, những cái dạng mà digital như thế này, và thêm một yếu tố nữa là làm sao mà ráp cái loa mà nó không bị quá dư trép hoặc là nó bị biến thiên giữa hai thằng này. Có nghĩa là khi mà mở lớn lên á thì không được bị quá thổi ra chép. Ví dụ mình mở bình thường thì nghe cái loa nó rất là hay, nhưng mà mở lên mặt cái là chép nó ra quá nhiều thì nó gọi là dư chép, người ta gọi đó là biến thiên. Thì mình tin chắc rằng các bạn sẽ có một dàn âm thanh rất là ổn định đó, và mình không có bị lỗi nhiều kỹ thuật, và mình thấy cố gắng làm quá nhiều việc hoặc là phải thay đổi mixer, thay đổi video. Thật ra một cái dàn âm thanh sân khấu mà nếu mà mình làm đúng, nếu mà mình chịu tìm hiểu về kỹ thuật đó các bạn, thì chắc chắn là các bạn sẽ có một cái an toàn, và làm sao mà hạn chế tối đa cái rủi ro trong cái hệ thống của mình là một yêu cầu đó các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.